Vì sao 9 quốc gia này không thể bị xâm lược, Việt Nam có vị trí chiến lược đặc biệt? Hôm nay, chúng ta cùng nhau khám phá danh sách 10 quốc gia được xem là khó bị xâm lược nhất thế giới. Và tin vui là Việt Nam chúng ta cũng góp mặt trong danh sách này ở một vị trí rất đặc biệt. Trước hết, cần phải nhấn mạnh rằng đây chỉ là danh sách chứ không phải bảng xếp hạng, bởi vì hiện chưa có bất kỳ tổ chức nào đưa ra tiêu chí chính thức để xếp hạng khả năng phòng thủ của các quốc gia. Trước khi bắt đầu video, đừng quên nhấn like, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu video hay, bình luận số 1, còn không hay bình luận số 2. Cảm ơn các bạn. Đầu tiên, quốc gia mở đầu danh sách chính là Mỹ. Sở dĩ Mỹ được xem là bất khả xâm phạm là bởi nhiều lý do. Thứ nhất, Mỹ sở hữu quân đội mạnh nhất thế giới, với ngân sách quốc phòng khổng lồ. Thứ hai, vị trí địa lý của Mỹ cực kỳ thuận lợi cho việc phòng thủ. Với hai bờ biển Đông và Tây đều là đại dương bao la, rất khó để bất kỳ kẻ thù nào có thể tiếp cận từ hướng này. Hơn nữa, hai người hàng xóm của Mỹ là Canada và Mexico đều không có tham vọng lãnh thổ và cũng không đủ sức đe dọa Mỹ. Trong hai cuộc chiến tranh thế giới, Mỹ gần như không bị ảnh hưởng trực tiếp từ chiến sự, ngoại trừ vụ tấn công Trân Châu Cảng của Nhật Bản. Có thể nói, Mỹ hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để trở thành pháo đài bất khả xâm phạm. Quốc gia tiếp theo trong danh sách, ở vị trí thứ 9 là Nhật Bản. Dù thua trận trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng Nhật Bản luôn được nể phục bởi tinh thần chiến đấu kiên cường. Là quốc gia duy nhất trên thế giới từng nếm trải bom nguyên tử, Nhật Bản đã rút ra nhiều bài học đau xót về chiến tranh. Sau thất bại, Nhật Bản bị tước bỏ hoàn toàn khả năng quân sự và phải lựa chọn con đường phát triển hòa bình. Họ chấp nhận sự kiểm soát của Mỹ và đây cũng là lần duy nhất trong lịch sử, Nhật Bản bị chiếm đóng bởi một thế lực bên ngoài. Lịch sử Nhật Bản là lịch sử của các samurai, những chiến binh dũng mãnh, trung thành và sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Tinh thần samurai đã thấm sâu vào nền văn hóa Nhật Bản, tạo nên một dân tộc kiên cường, bất khuất. Trong lịch sử thế giới, rất ít quốc gia có giai cấp chiến binh lên nắm quyền và duy trì chế độ quân phiệt trong một thời gian dài như Nhật Bản. Nhật Bản cũng chưa từng bị Trung Quốc xâm lược thành công, phần lớn nhờ vào vị trí địa lý đặc biệt là một quốc đảo. Ngay cả đế chế Mông Cổ hùng mạnh vào thế kỷ 13, từng làm rung chuyển cả châu Á và châu Âu, cũng đã hai lần thất bại trong nỗ lực xâm lược Nhật Bản. Cả hai lần, hạm đội Mông Cổ đều bị những cơn bão lớn trên biển Nhật Bản nhấn chìm. Ở vị trí thứ 8 là Israel. Mặc dù mới thành lập, nhưng Israel đã phải tồn tại giữa vòng vây của các quốc gia Ả Rập luôn coi họ là kẻ thù. Israel có lẽ là quốc gia gây nhiều tranh cãi nhất, vừa bị ghét bởi những mâu thuẫn với các nước láng giềng, vừa được ngưỡng mộ bởi ý chí kiên cường và khả năng vượt qua nghịch cảnh. Bí mật cho sự tồn tại của Israel chính là sức mạnh quân sự. Họ sở hữu một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa hiệu quả nhất thế giới, được biết đến với cái tên máy vòm sắt. Hệ thống này có khả năng đánh chặn tên lửa và máy bay của kẻ thù với độ chính xác cao, bảo vệ bầu trời Israel an toàn. Dù bị bao vây bởi kẻ thù, Israel vẫn đứng vững, đã tồn tại và sẽ tiếp tục tồn tại. Vị trí thứ 7 thuộc về Thụy Sĩ. Quốc gia nổi tiếng với chính sách trung lập trong suốt nhiều thế kỷ. Trung lập là chìa khóa cho sự an toàn của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, trong quá khứ, Thụy Sĩ cũng từng bị Pháp xâm lược và trở thành thuộc địa của đế chế Napoleon. Sự kiện này buộc Thụy Sĩ phải từ bỏ lập trường trung lập của mình. Sau khi Napoleon thất bại, các cường quốc châu Âu đã nhận thấy rằng một Thụy Sĩ trung lập sẽ góp phần ổn định khu vực, làm vùng đệm giữa Pháp và Áo. Thụy Sĩ đã quay trở lại với chính sách trung lập của mình trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới. Họ chỉ tham gia vào các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ người tị nạn, nhưng không đứng về bên nào. Thụy Sĩ cũng không gia nhập NATO hay Liên minh châu Âu, và mãi đến năm 2002 mới trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc. Dù trung lập, nhưng Thụy Sĩ vẫn duy trì một quân đội để tự vệ và đảm bảo an ninh quốc gia. Họ cũng xây dựng một hệ thống hầm trú ẩn cá nhân cho toàn dân, được xem là đồ sộ nhất trên thế giới. Vị trí thứ 6 là Nga. Nga với lãnh thổ rộng lớn và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, được xem là bất khả xâm phạm và đứng thứ 6 trong danh sách. Bất kỳ kẻ thù nào muốn xâm lược Nga đều phải đối mặt với những thách thức to lớn từ địa hình. Núi non hiểm trở, đầm lầy lầy lội, vùng đài nguyên lạnh giá, những dòng sông chảy xiết và rừng rậm bát ngàn sẽ là những chướng ngại vật khó vượt qua. Không chỉ có vậy, tinh thần quật cường của người Nga cũng là một yếu tố khiến kẻ thù e ngại. Có câu nói rằng, người Nga thà phá hủy đất nước còn hơn để nó rơi vào tay kẻ thù. Lịch sử đã chứng minh điều này,
như trong cuộc chiến tranh với Napoleon vào năm 1812, người Nga đã thiêu rụi mọi thứ, từ thị trấn, thành phố, làng mạc, đến cơ sở hạ tầng, để không để lại bất cứ thứ gì cho quân Pháp. Chiến lược này có nét tương đồng với chính sách vườn không nhà trống của Việt Nam chúng ta. Ngoài ra, Nga còn sở hữu 11 múi giờ khác nhau, khiến việc phối hợp tấn công trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hơn nữa, Nga luôn có những đồng minh hùng mạnh, sẵn sàng chi viện trong trường hợp bị tấn công. Xếp thứ 5 trong danh sách là Australia, một quốc gia rộng lớn nhưng phần lớn diện tích là sa mạc, có thể coi như một sa mạc nổi giữa đại dương. Chính điều kiện tự nhiên khắc nghiệt này khiến Australia trở nên kém hấp dẫn đối với các cuộc xâm lược. Trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, Nhật Bản đã từng lên kế hoạch tấn công Australia, nhưng cuối cùng phải từ bỏ vì khoảng cách quá xa. Ngày nay, người dân Australia có lẽ lo lắng về những cuộc xâm lăng của các loài động vật hoang dã hơn là quân đội nước ngoài. Từ cua đỏ cho đến kangaroo, linh vật của quốc gia đều có thể gây ra những phiền toái cho người dân. Quốc gia đứng thứ 4 trong danh sách là Bhutan, một vương quốc nhỏ bé, ẩn mình trên dãy Himalaya, giữa hai người khổng lồ là Ấn Độ và Trung Quốc. Bhutan được mệnh danh là vương quốc hạnh phúc nhất thế giới, với vị trí địa lý biệt lập, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chính sự cô lập về địa lý đã giúp Bhutan tránh được các cuộc xâm lược trong lịch sử, mặc dù quân đội của họ không mạnh và cũng chưa từng được biết đến với vai trò là những chiến binh. Vị trí thứ 3 thuộc về Afghanistan, một quốc gia có lịch sử dài đầy biến động, dù đã nhiều lần bị các đế chế nước ngoài chiếm đóng, nhưng Afghanistan luôn được gọi là mồ chôn các đế chế. Từ thời Alexander Đại Đế, đế chế Mông Cổ, cho đến Anh, Liên Xô và gần đây nhất là Mỹ, tất cả đều phải nếm cay đắng khi cố gắng chinh phục và cai trị Afghanistan. Có nhiều lý do khiến Afghanistan trở thành bãi thử lửa đối với các cường quốc. Thứ nhất, vị trí địa lý của Afghanistan rất quan trọng, nằm ở ngã tư đường giao thương giữa Iran, Trung Á và Ấn Độ, khiến nơi đây trở thành miếng mồi ngon trong cuộc tranh giành quyền lực giữa các cường quốc. Thứ hai, Afghanistan là nơi sinh sống của nhiều tộc người khác nhau, luôn có mâu thuẫn và tranh chấp lẫn nhau, tạo nên một xã hội bất ổn. Sự chia rẽ nội bộ này khiến việc thống nhất và cai trị Afghanistan trở nên cực kỳ khó khăn. Thứ ba, địa hình núi non hiểm trở của Afghanistan là một thách thức lớn đối với bất kỳ quân đội nào. Việc di chuyển và tiếp tế trong điều kiện địa hình này rất khó khăn, chưa kể đến những cuộc phục kích bất ngờ từ các bộ tộc vũ trang kiên cường. Ngay cả khi đã chiếm được phần lớn lãnh thổ, việc kiểm soát Afghanistan vẫn là bài toán nan giải. Người Mỹ, sau 20 năm xa lầy tại đây, cuối cùng cũng phải rút quân, để lại một Afghanistan vẫn chìm trong bạo lực và bất ổn. Đứng thứ hai trong danh sách những quốc gia khó bị xâm lược nhất thế giới, đó chính là Triều Tiên. Kể từ sau chiến tranh Triều Tiên năm 1953, mặc dù tiếng súng đã ngừng, nhưng mối quan hệ giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ vẫn luôn căng thẳng. Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố sẽ nhấn chìm nước Mỹ nếu bị xâm lược. Họ cũng khẳng định sở hữu vũ khí hạt nhân, và Mỹ cũng đánh giá rằng Triều Tiên có một kho vũ khí hóa học đáng gờm. Mặc dù bị cấm vận khắt khe, nhưng Triều Tiên vẫn duy trì một đội ngũ các nhà khoa học và chuyên gia tài năng để nghiên cứu và phát triển vũ khí hạt nhân. Có thể nói, về mặt quân sự, Triều Tiên là một đối thủ đáng gờm khiến không quốc gia nào muốn gây sự. Và vinh dự đứng đầu danh sách chính là Việt Nam. Lịch sử thế giới đã chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh ác liệt, nhưng cũng ghi nhận những dân tộc nhỏ bé nhưng có ý chí phi thường, truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia khác, và Việt Nam chính là một trong số đó. Việt Nam luôn góp mặt trong các danh sách quốc gia khó bị xâm lược do báo chí nước ngoài bình chọn. Trong thế kỷ 20, Việt Nam đã liên tiếp đánh bại ba đế quốc là Nhật Bản, Pháp và Mỹ, những cường quốc có nền kinh tế và quân sự hùng mạnh hơn Việt Nam rất nhiều lần. Năm 2019, tạp chí Business Insider của Mỹ đã công bố danh sách những quốc gia bất khả xâm phạm và Việt Nam được xếp đầu danh sách. Năm 2020, một cổng thông tin quân sự của Mỹ cũng đăng tải danh sách 5 quốc gia không thể bị chinh phục, và một lần nữa, Việt Nam lại đứng đầu. Chiến thắng của Việt Nam trước các đế quốc thực dân đã truyền cảm hứng cho nhiều cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khác trên thế giới. Các nhà sử học cho rằng Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ. Trước khi đánh bại đế quốc Mỹ, Việt Nam đã trải qua hàng chục cuộc chiến tranh giữ nước khác. Lòng yêu nước, ý chí bất khuất và tinh thần đoàn kết chính là vũ khí lợi hại nhất của dân tộc Việt Nam. Ngay cả đế chế Mông Cổ hùng mạnh, từng càn quét khắp châu Á và châu Âu, cũng đã 3 lần thất bại trước Việt Nam. Bạn cảm thấy thế nào về sức mạnh của Việt Nam chúng ta? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn ở phần bình luận nhé! Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi, hãy để lại cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé! Nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh,
bật nút chuông bên cạnh để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.